phát thanh tại huyện Mai Sơn, dự án VNGFVN góp phần phát triển cộng đồng bền vững. Ngày 12 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 1138/TTG-HTQD về việc đồng ý cho Bộ Thông tin Truyền thông tiếp nhận dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và thu nhập Internet cộng đồng tại Việt Nam do tổ chức phi chính phủ nước ngoài Bill và Melinda Gates tài trợ. Dự án do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân 40 tỉnh, Tổng công ty Lưu điện Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai tại 400 điểm thư viện công cộng, 1.000 điểm thư viện văn hóa xã với 500 thư viện xã trên địa bàn 40 tỉnh khó khăn tại Việt Nam. Thời gian thực hiện là 5 năm, từ năm 2011 đến năm 2016. Tổng kinh phí dự án là 50.568.362 USD, trong đó tài trợ ngân hàng